Và toàn bộ những cái viên kim cương này, Kỳ Lân chọn từng viên một, nó phải đều về độ size cũng như là độ đẹp cũng như là độ sạch. Vì nếu như chúng ta chọn bừa chọn đại vô để đủ hột thì nó sẽ không có độ đẹp, độ chiếu đẹp nhất, mà mình phải chọn tuyển từng viên một, nó phải đồng nhất với nhau. Kỹ thuật chuyên nghiệp về nhận hột thì hầu như tỷ lệ rớt hột là bằng không. Đó là đặc điểm nhấn mạnh, đặc điểm vượt trội và ưu điểm của Kỳ Lân Luxury, đó là thế mạnh luôn. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay một sản phẩm của một chủ đề nữ trang, đó chính là chiếc nhẫn kim cương, Kỳ Lân trân trọng giới thiệu với tất cả quý khách hàng và các bạn nha. Đây là một chiếc nhẫn dành cho nữ và chất liệu bằng vàng 18K AO750 và đính kim cương thiên nhiên, có một viên chủ rất đẹp và rất chiếu rất sáng, biểu trưng biểu tượng của một cái vương miện quyền lực và rất là quý phái sang trọng. Và Kỳ Lân cũng xin nói về cái biểu trưng logo vương miện này, tại sao Kỳ Lân chọn cái vương miện để làm cho sản phẩm này. Bởi vì như chúng ta đã biết, ở châu Âu thì cái biểu trưng vương miện nó biểu trưng cho một sự cao quý, quyền lực mà sang trọng dành cho những quý phái quý bà. Vì vậy khi mà mình đưa cái ý tưởng vương miện này vào cái chiếc nhẫn thì nó tôn lên giá trị tuyệt vời, làm nên cái sản phẩm nó giá trị hơn và nó đẹp hơn, đẳng cấp hơn. Và toàn bộ những cái viên kim cương này, Kỳ Lân chọn từng viên một, nó phải đều về độ size cũng như là độ đẹp cũng như là độ sạch, và tỷ lệ rớt hột gần như là bằng không. Và chất liệu chính của sản phẩm này đó là vàng 18. Tại sao Kỳ Lân chọn vàng 18? Bởi vì tất cả những dòng sản phẩm nữ trang cao cấp, tất cả hầu như đa số Kỳ Lân sẽ chọn là vàng 18. Các nước châu Âu cũng vậy, họ những cái sản phẩm chế tác của họ cũng đa số chọn từ vàng 18. Và vàng 18 nó đem lại cho chúng ta một cái sự đẹp và giá trị cũng cao hơn những cái vàng 14 hay là 61, mà Kỳ Lân chỉ tiêu chí là chọn 75, AO750 18K. Và tại sao Kỳ Lân chọn bằng trắng cho siêu phẩm này? Bởi vì hiện tại là nữ trang thì kết hợp với kim cương, tức là vàng kết hợp với kim cương, thì màu trắng nó sẽ hòa quyện vào cái kim cương trắng và tạo nên một cái sự đẹp tuyệt vời hơn. Tuy nhiên thì tùy theo yêu cầu, nhu cầu của từng mỗi quý khách mà Kỳ Lân sẽ thực hiện những màu khác nhau, ví dụ như là vàng hồng, rose gold, vàng vàng, hoặc là vàng chanh, hoặc là vàng trắng như vậy. Thì tùy vào cái sản phẩm, tùy theo cái thiết kế mà chúng ta sẽ chọn những cái chất liệu màu vàng cho nó phù hợp. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào viên kim cương chủ. Hiện tại thì chiếc nhẫn này là làm cho khách hàng yêu cầu, có nghĩa là khách hàng chỉ yêu cầu là 4.5 ly thôi. Nếu như nhu cầu của khách thích là 5.4 ly, 7.2 ly, 8.1 ly, vân vân. Nói chung là kim cương thì Kỳ Lân sẽ chọn size, chọn ly theo nhu cầu và yêu cầu và nhu cầu tài chính của khách. Và tùy vào cái size tay của mỗi khách thì Kỳ Lân sẽ làm những chiếc nhẫn phù hợp, và đến viên kim cương chủ cũng phải cân đối với chiếc nhẫn. Và một cái điều đặc biệt nữa là khi mà cái vương miện đó là sự quyền lực rồi, và kim cương là một trong những kim loại quý nhất, một trong những viên kim loại quý nhất, Kỳ Lân nhấn mạnh nha, mà đính trên một cái vương miện quyền lực nữa thì sản phẩm này nó quá đẳng cấp về chất lượng cũng như là về quyền lực. Và bây giờ Kỳ Lân đi sâu vào những viên kim cương tắm. Những viên kim cương tắm này Kỳ Lân chọn tuyển chọn từng viên một về độ đẹp, độ sạch và size, nó phải đồng nhất tất cả các viên với nhau. Đó là các kỹ thuật mà đơn vị Kỳ Lân Luxury cũng như những cái công ty về những sản phẩm nữ trang, những sản phẩm đồ cao cấp trên thế giới họ chọn. Vì nếu như chúng ta chọn bừa chọn đại vô để đủ hột thì nó sẽ không có độ đẹp, độ chiếu đẹp nhất, mà mình phải chọn tuyển từng viên một, nó phải đồng nhất với nhau. Và những viên kim cương tắm này có tác dụng là sẽ làm cho nó chiếu hơn, lấp lánh hơn khi chúng ta đeo chiếc nhẫn vào bàn tay, nó sẽ tôn lên giá trị đẹp hơn cho bàn tay của chúng ta. Vậy kim cương tắm là gì? Kim cương tắm là những viên nhỏ nhỏ và theo kiến thức chung, ở quy định chung thì thường là những viên nhỏ hơn 4 ly. Tuy nhiên cũng có một số nơi bảo là nhỏ hơn 4.5 ly thì nó vẫn là kim cương tắm. Và những viên kim cương tắm của Kỳ Lân Luxury có gì đặc biệt? Bởi vì tất cả những dòng sản phẩm của Kỳ Lân Luxury là cao cấp, đẳng cấp, cho nên là phải đúng đủ tiêu chuẩn. Và tiêu chuẩn này cũng được các hãng lớn trên thế giới áp dụng, nghĩa là tuyển chọn từng viên một về độ đẹp, và nó phải cân đối, đồng nhất với nhau, bằng nhau về kích thước, đẹp bằng nhau,
và đặc biệt là kỹ thuật chấu nhận hột, chia ổ hột phải xuất sắc và hầu như tỷ lệ rớt hột là bằng không. Đó là sản phẩm cao cấp Luxury của Kỳ Lân Luxury. Vâng, và Kỳ Lân là đơn vị chuyên chế tác tất cả những nữ trang, đặc biệt là vàng 18K AO750 bằng ngày đúc ra và kim cương thiên nhiên. Và Kỳ Lân chế tác theo cầu, theo nhu cầu, theo cái ý tưởng của tất cả các khách. Những cái gì độc nhất, những gì lạ nhất, những gì đẹp nhất Kỳ Lân sẽ thực hiện hoàn thiện cho quý khách. Và như chúng ta đã biết, nữ trang nhẵn là một trong những sản phẩm quý tộc, sang trọng và rất đẹp, rất thời trang, rất phong cách. Vì vậy, hầu như ai cũng thích nữ trang, đặc biệt là các chị em, bạn nữ và kể cả quý ông luôn. Thì nhẵn có thể làm nhẵn đính hôn, nhẵn cầu hôn, nhẵn trang sức, vân vân, tất cả những cái thể loại về nhẵn, hoặc là lắc tay, hoặc là dây chuyền, tất cả những cái gì liên quan đến vàng 18K và kim cương thiên nhiên, thì hãy liên hệ với Kỳ Lân. Kỳ Lân sẽ thực hiện những ý tưởng của quý khách hoặc những sản phẩm làm cho quý khách trở nên đặc biệt và theo cái phong cách cá nhân của chính bản thân mình. Có nghĩa là Kỳ Lân sẽ đem lại những sản phẩm mang lại giá trị, tạo nên nét khác biệt cho tất cả quý khách. Và đối với sản phẩm này thì quý ông có thể mua để cầu hôn, tặng người bạn gái, người phụ nữ mình yêu thương. Bởi vì đây là một sản phẩm nữ trang bằng vàng 18K AU750 đến kim cương thiên nhiên, viên kim chủ là kim cương thiên nhiên. Và đặc biệt là biểu trưng vương miện cho hoàng gia, rất là giá trị. Và đối với những viên kim cương chủ thì tùy theo yêu cầu, nhu cầu của quý khách mà mỗi viên sẽ có những giấy chứng nhận khác nhau. Ví dụ như là giấy trong nước hoặc là giấy quốc tế. Thì giấy trong nước thì những trung tâm giám định như là Doji, Benji, vân vân. Như thế này, mình sẽ giám định kể cả đá quý luôn. Họ sẽ giám định cho mình là, họ giám định là vàng nè, vàng hồng hay là vàng gì, bao nhiêu ca họ sẽ ghi. Và kim cương gì, kim cương tự nhiên. Và đây tương tự, đây cũng vậy, họ sẽ giám định cho mình, họ chụp hình sản phẩm và họ ghi chứng nhận lên luôn. Và đồng thời Kỳ Lân còn đi phân tích thành phần vàng và đi soi từng hột viên kim cương. Ví dụ như vàng bao nhiêu là sẽ phân tích được thành phần vàng, vàng 75 hay là vàng gì, hay là đủ tuổi 75 không, mà thường thường Kỳ Lân là kiểm định là dư 75, 76 không mà. Còn đối với kim cương thì mình sẽ soi vô máy chuyên nghiệp luôn. Đó là những cái chứng nhận, test và giám định trong nước. Còn đối với quốc tế và đối với những viên kim cương có giấy chứng nhận GRI. Vậy GRI là gì? Giấy GRI là chứng nhận giám định của Viện Đá Quý Hoa Kỳ, được thế giới công nhận, và nó là một chứng từ để giao dịch trên toàn thế giới. Vâng, và như vậy video clip giới thiệu về siêu phẩm chiếc nhẫn nữ trang hoàng gia đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để ủng hộ, để xem clip của Kỳ Lân. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Hãy ủng hộ Kỳ Lân bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube này cũng như like, theo dõi trang web này để cập nhật nhiều video hấp dẫn mới nha. Hoặc có thể truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những sản phẩm của Kỳ Lân, hoặc gọi cho Kỳ Lân, hoặc là kết nối qua Zalo với Kỳ Lân số hotline 0901 247 247. Đội ngũ của Kỳ Lân Luxury luôn luôn sẵn sàng phục vụ tất cả quý khách về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.